Đến đây, vỏ bọc tính người không chịu nổi tiếng dao động rất khủng khiếp của cửa Hải Triều Dương, nên vỏ bọc tính người phải nhả vỏ bọc tính Phật ra. Tánh Phật được tự tại mang khối công đức vượt qua cửa Hải Triều Dương để vào Phật giới. Tại sao có tiếng dao động lớn như vậy? Vì bên bể tánh thanh tịnh, điện từ quang đẩy ra kéo vào. Bên thế giới loài người, điện từ âm dương quay ngược xuôi đa chiều. Nên cái chỗ giáp ranh giữa hai loại điện từ này tạo thành một âm thanh rất lớn. Đến đây, vỏ bọc tính người không chịu nổi tiếng dao động rất khủng khiếp của cửa Hải Triều Dương, nên vỏ bọc tính người phải nhả vỏ bọc tính Phật ra. Tánh Phật được tự tại mang khối công đức vượt qua cửa Hải Triều Dương để vào Phật giới. Tại sao có tiếng dao động lớn như vậy? Vì bên bể tánh thanh tịnh, điện từ quang đẩy ra kéo vào. Bên thế giới loài người, điện từ âm dương quay ngược xuôi đa chiều. Nên cái chỗ giáp ranh giữa hai loại điện từ này tạo thành một âm thanh rất lớn. Trung tâm vận hành luân hồi này có hai đầu. Đầu A gọi là đầu hút âm, phát ra tiếng rất lớn, nên gọi là cửa Hải Triều Âm, chuyên hút vào các vỏ bọc như A, vỏ bọc tính Phật rong chơi trong thế giới loài người. Khi vừa đến gần thì bị lỗ âm này hút vào. B, vỏ bọc trung ấm thân từ trong lục đạo luân hồi trở lại làm người. Đầu B duy nhất chỉ có công dụng là đẩy tánh Phật và khối công đức từ nơi thế giới loài người trở về bể tánh thanh tịnh, được gọi là cửa Hải Triều Dương. Trung tâm vận hành luân hồi này có hai đầu. Đầu A gọi là đầu hút âm, phát ra tiếng rất lớn, nên gọi là cửa Hải Triều Âm, chuyên hút vào các vỏ bọc như A, vỏ bọc tính Phật rong chơi trong thế giới loài người. Khi vừa đến gần thì bị lỗ âm này hút vào. B, vỏ bọc trung ấm thân từ trong lục đạo luân hồi trở lại làm người. Đầu B duy nhất chỉ có công dụng là đẩy tánh Phật và khối công đức từ nơi thế giới loài người trở về bể tánh thanh tịnh, được gọi là cửa Hải Triều Dương. Trung tâm vận hành luân hồi này có hai đầu. Đầu A gọi là đầu hút âm, phát ra tiếng rất lớn, nên gọi là cửa Hải Triều Âm, chuyên hút vào các vỏ bọc như A, vỏ bọc tính Phật rong chơi trong thế giới loài người. Khi vừa đến gần thì bị lỗ âm này hút vào. B, vỏ bọc trung ấm thân từ trong lục đạo luân hồi trở lại làm người. Đầu B duy nhất chỉ có công dụng là đẩy tánh Phật và khối công đức từ nơi thế giới loài người trở về bể tánh thanh tịnh, được gọi là cửa Hải Triều Dương. Hai, công đức này được lưu giữ trong vỏ bọc của tánh Phật có công dụng bốn phần như sau. Một, để đè nặng vỏ bọc tánh người, nhờ vậy tánh người mới mở miệng ra cho tánh Phật được tự do ra vào. Hai, khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, cái vỏ bọc tánh Phật này tự do qua cửa Hải Triều Dương để vào Phật giới. Ba, khi tánh Phật vào Phật giới, được điện từ quang chiếu vào khối công đức này, khối công đức này tự biến thành là ngôi nhà pháp thân thanh tịnh để cho một vị Phật ở. Bốn, cũng từ số công đức này định hình ra kim thân một vị Phật. Hai, công đức này được lưu giữ trong vỏ bọc của tánh Phật có công dụng bốn phần như sau. Một, để đè nặng vỏ bọc tánh người, nhờ vậy tánh người mới mở miệng ra cho tánh Phật được tự do ra vào. Hai, khi hết duyên sống nơi thế giới loài người,
Cái vỏ bọc tánh Phật này tự do qua cửa Hải Triều Dương để vào Phật giới. 3. Khi tánh Phật vào Phật giới, được điện từ quang chiếu vào khối công đức này. Khối công đức này tự biến thành là ngôi nhà pháp thân thanh tịnh để cho một vị Phật ở. 4. Cũng từ số công đức này định hình ra kim thân một vị Phật. Còn người nào không nói mà họ không nghe, họ đưa kiến thức học hỏi của họ ra để tranh luận với ông, một lời không nói, một chữ ông cũng không hé môi. Ông phải học thuộc lòng 12 câu kệ dưới đây: thiền thanh là nhất tự thiền, buông dừng thôi dứt hết liền tử sanh. Ở trong vật lý đua tranh, đua tranh càng mạnh tử sanh kéo mình. Muốn hết tử sanh phải dừng, dừng tìm, dừng kiếm, dừng luôn luận bàn. Tâm dừng thì được bình an, dừng theo vật lý muôn ngàn an vui. Thiền thanh phải bỏ cái tôi, vì tôi là ngã, luân hồi phải đi. Như Lai nhất tự thiền thì, tánh an là được, việc chi cũng lìa. Còn người nào không nói mà họ không nghe, họ đưa kiến thức học hỏi của họ ra để tranh luận với ông, một lời không nói, một chữ ông cũng không hé môi. Ông phải học thuộc lòng 12 câu kệ dưới đây: thiền thanh là nhất tự thiền, buông dừng thôi dứt hết liền tử sanh. Ở trong vật lý đua tranh, đua tranh càng mạnh tử sanh kéo mình. Muốn hết tử sanh phải dừng, dừng tìm, dừng kiếm, dừng luôn luận bàn. Tâm dừng thì được bình an, dừng theo vật lý muôn ngàn an vui. Thiền thanh phải bỏ cái tôi, vì tôi là ngã, luân hồi phải đi. Như Lai nhất tự thiền thì, tánh an là được, việc chi cũng lìa. Tổng thể con người gọi là sắc thân. Trong sắc thân này nó có quả tim. Quả tim này là một phần trong ngũ tạng của một con người. Quả tim này là cái bình chứa máu để bơm đi khắp châu thân. Sở dĩ quả tim bơm được là nhờ dòng điện từ âm dương liên tục chạy đa chiều chung quanh quả tim để làm cho quả tim mở ra và bóp lại để bơm máu đi khắp châu thân, nuôi sắc thân tứ đại này. Vì quý thầy ấy lập ra đạo là sử dụng cái tưởng của tánh người, nên thầy nào tưởng tượng ra gì thì nói như vậy. Trước kia Như Lai cũng tưởng là như vậy. Hôm nay Như Lai đã có Phật nhãn nên mới rõ thông những cái suy nghĩ nó xuất phát từ cái ta chấp ngã của con người.